Và chúng ta cùng đến với lại diễn biến của hiệp thi đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ 9 của buổi chiều ngày hôm nay. Giữa hai đội bóng đó là FC Sông Quê và đội chủ nhà. 1-0 rồi. Thắng ngay bên này. Quốc Khang bây giờ đang di chuyển ra vị trí biên 4. Đây rồi, Đức Anh. Còn đó là pha xử lý tuyệt vời. 1-0 sẽ cho các trận chung kết phía của đội chủ nhà. Và điểm đổi là 1-1 cho hai đội bóng. Bóng ngoài lần này mà không chúng ta chuẩn bị mà người để đảm bảo cái được cái này. Đốt cao rồi. Ơi, Nam ơi, cho các trẻ em ơi. Và đây là set đấu đầu tiên. Cường. Cầu thủ hay của Nam Con. Và ngay sau đó thì đó là xử lý tốt của và xử lý đầy kinh nghiệm của Bảo Khang. 2-1 dành cho các trận chạy của đội chủ nhà. Đổi điểm về 2-1 cho FC Đền Trung Tín hay còn gọi là đội chủ nhà. Vậy là Đức Hạnh đánh bóng chưa qua lưới. Đổi điểm 2-2 cho FC Sông Quê. FC Sông Quê 2-2. Và theo như cách tính của ban tổ chức cũng như là đến trận đấu này là trận đấu thứ 9 rồi. Vậy là FC Sông Quê Bùi Văn Cường phát bóng chưa qua lưới. Và điểm đổi cho đội chủ nhà là 3-2. Họ sẽ đối đầu lại với những trận chạy của Kim Diamond. Hai đội bóng họ đang đều có những 3 chiến thắng. Còn đối với lại Kim Diamond thì họ đang có một trận thua với chính đội chủ nhà. Còn đây là trận đấu lượt trận cuối cùng của đội chủ nhà và bám chắn không thành công của đội chủ nhà và đổi điểm 3-0 cho FC Sông Quê. Đội chủ nhà họ sẽ dành tặng cho khán giả một chiến thắng nữa để có thể bước vào chơi trận chung kết với thành tích đội bóng 4 trận toàn thắng thành công này. Đức Hạnh đánh bóng ba tay chắn ra ngoài và điểm đổi cho đội chủ nhà 4-3. Và bên phía của đội chủ nhà Đức Tín họ đang có được lợi thế rất lớn khi mà đang có những vận động viên thứ bảy ở ngoài sân cổ vũ đầu tiên cho đội bóng của mình. Và đó là tình huống bàn chắn tốt của Thành Lan và điểm đổi cho đội chủ nhà 5-3. Đánh sau trận đấu này một trận đấu nữa. Đức bóng trước qua lưới và điểm đổi là 4-5 cho FC Sông Quê. Là pha xử lý tinh quái của Thái Đình Luân. Một pha bỏ bóng rất tinh quái của anh Đình Luân. Và đội điểm là 6-4 cho đội chủ nhà. Rất tuyệt vời khi anh Đình Luân cũng đã có mặt ở tại giải đấu năm nay. Một cây chuyền hai với những pha xử lý tuyệt vời. Vâng, ngay sau đó chúng ta thấy một pha dội bom của Bùi Văn Cường. Cũng là một trong những chuyền hai xuất sắc và đầy tinh quái. Một pha chuyền bóng có thể nói và đổi điểm về 5-6 cho FC Sông Quê. Không thể không ghi điểm dành cho đội bóng bên phía của FC Sông Quê. 5-6. Cơ hội tốt. Thế rồi. Vẫn còn. Và đây sẽ là cơ hội để tổ chức phản công dành cho bên phía của vậy là vậy là Đức Hạnh đánh bóng chưa qua hàng chắn và điểm đổi 6-0 cho FC Sông Quê. Cổ vũ cho cả hai đội. Bỏ bóng rất hay của Bảo Khang. 7-6 dành cho bên phía của đội chủ nhà. Điểm đổi 7-6. Đây rồi, Bùi Văn Cương.
bóng vẫn còn. Lưới rồi. Vậy là đội chủ nhà tay đã chạm lưới rồi. Điểm đổi 7 đều cho FC Sông Quê. Anh Lãng để có thể đẩy quả bóng đó đi sang bên phần sân của Sông Quê. Nhưng đáng tiếc rằng anh đã để cho tay chạm vào lưới. 7 đều dành cho bên phía Chai Chai Xanh. Bóng ăn điểm trực tiếp của Bùi Văn Cường. Đổi điểm là 8-7 cho FC Sông Quê. Phòng thủ bắt 1 ở trong tình huống vừa rồi. Chúng là rất khó khăn dành cho các chàng trai đội phía của đội chủ nhà. Và tiếp tục lại là pha xử lý không tốt của các chàng trai đội chủ nhà bên phía. Điểm đổi cho FC Sông Quê là 9-7. Là 9-7 dành cho bên phía Sông Quê. Đúng rồi, bỏ hậu kỳ ra đấu này để điều chân cho là chút bết mọi người. Bùi Văn Cường phát bóng ra ngoài mất rồi. Và đội điểm 8-9 cho đội chủ nhà. Quản Trọng Nghĩa. Quả bóng tốt của Quản Trọng Nghĩa. Đội điểm về 18 cho FC Sông Quê. Các chàng trai bên phía đội chủ nhà. 18. Cực bóng tốt của Đức Hạnh. Và có bóng ngoài sân của Đức Hạnh. Vâng, bóng trong sân và đưa trọng tài. Vâng, bóng trong sân. Ngoài. Quyết định cuối cùng của trọng tài rằng bóng đi ra ngoài. 18 dành cho bên phía các chàng trai của. Và điểm đổi cho FC Sông Quê ngoài. 11-8. Bóng sức mạnh của Bùi Văn Cường. Càng ngày bên đây. Vâng. Bảo Càng bỏ bóng tay công và điểm đổi 9-11. À, bên phía của Sông Quê họ có thể làm tốt hơn như thế. Cho đội chủ nhà. 9-11. Và phát bóng ra ngoài của Đức Hạnh. Anh đã có tình huống phát bóng đi ra ngoài. 12-9 12-9 dành cho các chàng trai bên phía của MC Sông Quê. Điều một tốt của Nam Con Đức Hạnh. Đó là pha xử lý tốt của bóng chạm vào tay của Xuân Đức và đi ra ngoài. Và điểm đổi là 10-12. Rất nhiều. Lúc này là 10-12. Vẫn là Đức Hạnh. Em. Đây rồi. Rồi. Bắt tay phải cao lên. Càng ngày bên đây. Vâng, đó là tình huống xử lý tuyệt vời. Càng bỏ bóng đầy tinh tế và đổi điểm về 11-12 cho đội chủ nhà. Cầu thủ tốt. Đây rồi, Xuân Đức. Bóng đó tình huống bám chắn nhưng mà người đã qua chân của Thanh Lãm. Vâng, đó là tình huống qua chân của Thanh Lãm. Và điểm số thứ 13 dành cho các chàng trai áo xanh. Điểm đổi 13-11 cho FC Sông Quê. 13-11. Rất mạnh của Bùi Văn Cường. Một pha đóng thẳng của Bùi Văn Cường. Và điểm đổi 14-11 cho FC Sông Quê. Và Bùi Văn Cường phát bóng cho qua lưới và điểm đổi 12-14 cho đội chủ nhà. Cho đội 12-14 dành cho các chàng trai bên phía đội chủ nhà. Vâng. Và đóng đánh bóng rất mạnh của Xuân Đức. Điểm đổi 15-12 cho FC Sông Quê. Là
Cuối cùng tốt rồi. Đấy rồi, Khang ở bên đây. Vâng, bóng đang ở trên người của Khang rồi. Mười sáu mười hai dành cho các đội 16-12 cho FC Sông Quê. Cuối cùng tốt Bảo Khang. Vâng, lại là một Bảo Khang bỏ lần này thì anh không thành công với đường bỏ bóng. Bóng chưa thành công của Bảo Khang và điểm đổi 17-12 cho FC Sông Quê. Điểm một tốt rồi. Bóng cực kỳ xoáy của Bùi Văn Cường. Bóng ngay sau đó chúng ta đã thấy được rằng là Nguyễn Hạnh cũng có tình huống đập bóng tuyệt vời. Tốt, Bùi Văn Cường quá tuyệt vời. Và đóng biên của Bùi Văn Cường. Một tình huống mà có lẽ điểm đổi 18-13 cho Bảo Khang đã không thể theo chắn FC Sông Quê. Những vận động viên có những cái tay trái thì họ thường mang đến những sự khó chịu nhất định đối với lại đối phương của mình. 18-13. Những tình huống 1-1 rất vất vả của các chàng trai bên phía đội chủ nhà. Bóng vẫn còn. Và ngay sau đó thì Đức Hạnh đã ghi điểm. Sử dụng cổ tay rất dẻo của Đức Hạnh và đội điểm 14-18 cho đội chủ nhà. Và bây giờ thì có lẽ rằng đội bóng đội chủ nhà Đền Trung Tín cần những sự cổ vũ đến từ các khán giả ở đây được không ạ? 14-18. Đúng là ngay sau khi khán giả vỗ tay thì có được số 15 rồi. Đội điểm về cho đội chủ nhà 15-8. Và đội bóng của Xuân Đức đội điểm về 19-15 cho FC Sông Quê. Chỉ biết cười chứ biết thế nào. 19-15. Vậy là Bùi Văn Cường phát bóng chưa qua lưới và đội điểm về cho đội chủ nhà 16-19. Không qua lưới và điểm số thứ 16 dành cho các chàng trai bên phía của đội chủ nhà 16-19. Chưa xong. 17-19 dành cho các chàng trai bên phía của đội chủ nhà. Những tình huống phát bóng khó chịu của đội trưởng Trần Đức Hạnh đang mang lại sự khó khăn cho cầu thủ đội một bên phía các chàng trai của FC Sông Quê. Được rồi, một quá khó. Vâng, xin chào. Và điểm đổi 18-19. Tại sao các bạn tính nhanh cho mình cái 2m02 mà trừ đi 174 thì bao nhiêu ạ? 18-19 dành cho bên phía của đội chủ nhà rồi. Đấy rồi, Bùi Văn Cường. 19. Bùi Văn Cường đánh bóng chưa qua chắc chắn và điểm đổi cho FC 19 đều dành cho các chàng trai bên phía Đền Trung Tín. 19 đều. Tiếp tục sẽ là một tình huống pha bóng của Đức Hạnh. Bóng vẫn còn, nó lúc tuyệt vời. Rất đáng tiếc. 20-19 dành cho bên phía của đội chủ nhà. Điểm 20-19 cho đội chủ nhà. Cho tôi xin một tràng vỗ tay cổ vũ cho cả đội chủ nhà được không ạ? Điểm xếp đôi đã thuộc về các chàng trai bên phía đội chủ nhà. Xuân Đức. Tí nữa thì đó thì vẫn bóng tăng 20 đều và điểm số đã được cân bằng 20 đều. Xin được tăng của các chàng trai bên phía FC Sông Quê.
Mưa thấp quá lên cổ tay chưa kịp quẽ nó rồi mẹ rồi. Sắp sao đấy? Bo đầu vào. Tiếp tục sự thi đấu không tấn công của Văn Cường. Một tốt của Văn An. Không vào thân nhưng mà bóng vẫn còn sự tỉnh táo ở trong pha chắn của Trọng Nghĩa. Và bỏ bóng thành công của Vũ Ngọc Hoàng. Trong tình huống vừa rồi thì có lẽ rằng chúng ta lên kiểm tra được bóng, có lẽ là bóng hơi nhỏ. Tỷ lệ 21-20 cho FC Sông Quê. Trai bên phía Sông Quê. Vừa một tốt. Được đấy. 20. Vậy là FC Sông Quê đã chiến thắng ở trận đấu đầu tiên của trận đấu thứ 9. Và chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ hai của trận đấu thứ 9 này. Và chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ hai của trận thi đấu thứ 9 giữa hai đội bóng, đội chủ nhà và FC Sông Quê. Và điểm số đầu tiên cho FC Sông Quê. Được một tốt rồi. Với một không tốt của Nam Còn. Nhưng ngay sau đó thì vẫn có một pha xử lý tốt của Đức Hạnh. Chạm vào tay chắn của Vũ và có điểm số 1-0. Ta đến với quảng cáo của bên phía của FC Sông Quê cũng đã có sự thay đổi đủ rồi. Và điểm số đã được cân bằng 1-1 rồi. Đá vào sân để thay cho Nam Còn. Vừa một tốt rồi. Và xử lý tốt tuyệt vời của Huy Còn. Và một bóng hay của Huy Còn. Và điểm số cho Sông Quê là 2-1. Phía của FC Sông Quê. Có thể là lấy hơi cho thật chung đen. Chúng ta sẽ là cuộc đối đầu lại đầy chúc tình và FC Kim Diamond. Ở phong bảng thì đẹp thì đã vượt 2-1 dành cho các chàng trai bên phía của FC Sông Quê. Pha phạt bóng cực kỳ khó chịu của Bùi Văn Cường. Đây rồi, tuyệt vời. Một pha đánh bóng xuyên hàng chắn của Xuân Đức. Bắt buộc một kết hợp của hai chàng trai đến từ mảnh đất Phú Thọ. Điểm đổi cho Sông Quê là 3-1. Và cuối cùng là chàng trai đến từ mảnh đất Thái Bình. Xuân Đức vừa có một tình huống dứt điểm tốt. 3-1 dành cho các chàng trai bên phía của FC Sông Quê. Vậy là Bùi Văn Cường phạt bóng chưa qua lưới và điểm đổi cho đội chủ nhà là 2-3. 2-3 dành cho bên phía của đội bóng chủ nhà. Đây rồi, Bùi Cường. Vâng, tình huống bóng chắn tốt của Bùi Cường đánh bóng trước qua chắn và điểm đổi 3-3 cho đội chủ nhà. Xếp 2 là trôi qua được sau điểm số mà được chia đều cho mỗi đội. Một tốt của Xuân Đức. Xuân Đức. Xuân Đức đánh bóng trước qua chắn. Và điểm đổi cho đội chủ nhà 4-3. Xếp 1 thì xanh thẳng mọi người. Xếp 1 áo xanh thẳng nhưng mà lần đầu 4-3 dành cho bên phía của đội chủ nhà. Thắng 2-0 thì xanh cũng sẽ phải nhìn nào. Bóng một tốt rồi. Đó là hoàn toàn tốt. Để câu trả lời của Xuân Đức và điểm đổi 4-0 cho Sông Quê. Và đề nghị tất cả các khán giả ở bên phía bờ sân của trọng tài 2, các anh, các cô, các chú, các chị có thể là lùi ra cách ít nhất từ cái viền cỏ là 1 mét để có thể cho các vận động viên của chúng ta có thể đảm bảo trong thời gian thi đấu. Có thể những tình huống cứu bóng và sẽ va chạm. Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới vòng bóng mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của các khán giả đang đứng ở sát đối với đường biên. Và trận đấu sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Tỷ số 4-0. Là Định Luân và Huy Quang.
Bước một tốt của Màu Hồng. Hàng này bên đây không có bất cứ một và dứt điểm của Bảo Khang và điểm đổi về cho đội chủ nhà 5-4. Bóng của Khang này bên này 5-4 dành cho bóng chủ nhà là Trung Tín. Vậy là Đức Thành viết bóng ra ngoài mất rồi, điểm đổi cho FC Quê 5-0. Vâng, vừa rồi là tình huống không đánh rất là sức mạnh của Huyền cả. Vậy là theo quan sát thấy của chúng tôi thì có lẽ bóng đi ra ngoài. Vậy là 6 năm. Đường bóng đi quá nhanh làm cho Dương Hoàng Anh cũng có lẽ anh không thể né kịp. Được một tốt của Màu Hồng. Đấy rồi, Đức Thành. Bóng vẫn còn. Bây giờ sẽ là cơ hội để tổ chức phản công dành cho bên phía đội chủ nhà. Và kết thúc của Đức Thành. Và điểm đổi là 6 đều. Đấy rồi. Và Trọng Nghĩa. Vâng, đó là tình huống vẫn công thành công rồi. Tốt của các chàng trai bên phía điểm đổi 7-6 cho FC Sông Quê. Mười cái họng lên. Này. Tôi nhảy cái đá cũng cái đá tôi hiểu. Đức Thành. Và có bóng của Đức Thành. Điểm đổi 7 đều. Tình huống chạm bóng về đường y. Tốt của người đội trưởng chủ công của câu lạc bộ Hà Tĩnh. 7 đều. Đúng rồi, Nguyễn Văn Cương. Tiếp tục có điểm số thứ 8 dành cho các chàng trai bên phía sau. Bóng dội bom của Bùi Văn Cương. Điểm đổi 8-7 cho FC Sông Quê. 8-7. Bài chết rồi chú ơi. Cậu ơi. Cậu có bài đó. Những tình huống phát bóng của Bùi Văn Cương bóng đang chứa rất nhiều sức mạnh cũng như là sự nguy hiểm. Vừa rồi là cái pha xử lý tốt của bóng hay của Bảo Khang. 8 đều rồi. Điểm đổi 8 đều. Đây rồi, bước một tốt rồi. Xuân Đức. Đó là pha xử lý tốt của Xuân Đức. Và bỏ bóng rất hay của Xuân Đức và điểm đổi là 9-8 cho FC Sông Quê. Có lẽ đây là lần hiếm hoi của đội chủ nhà không có giải ở một giải đấu mà có công viên tiền của chúng ta. Không có một cơ hội nào dành cho anh Đình Luân. Và bỏ bóng nhanh của Ngọc Hoàng. Các chàng trai bên điểm phía đội cho FC Sông Quê 18. Có tỷ số bây giờ là 18 dành cho các chàng trai bên phía của FC Sông Quê. Vậy là Bùi Văn Cường phát bóng ra ngoài mất rồi. Điểm đổi 9-10 cho đội chủ nhà. 9-10. Về luôn đi. Hôm nay về nó làm đỡ quá nên anh chạy đặc biệt đi. Rất chất lượng. Mặc dù các chàng trai bên phía Sông Quê thực sự họ không còn quá nhiều mục tiêu ở phần đấu ở trong giải đấu năm nay. Rõ ràng họ vậy là Đức Thành phát bóng chưa qua lưới. Điểm đổi cho Sông Quê 11. Chắc tấm vé vào trận chung kết. 11-9. Và đó là pha xử lý tốt của anh Đình Luân. Pha bỏ bóng của anh Đình Luân. Rõ ràng cho tình huống mà Màu Hồng và điểm đổi 10-11 cho. Nhưng ngay sau đó thì anh Đình Luân có đội chủ nhà FC đội xuất sắc để có thể có điểm 10-11 dành cho bên phía của đội chủ nhà.
Tới rồi, Xuân Đức. Một pha đóng bóng rất mạnh của Xuân Đức nhưng đáng tiếc bóng đã ra ngoài mất rồi. Số là 11 đều rồi. Bóng rất xuân sắc. Sau khi để cho các chàng trai của sông quê họ vươn lên những khoảng cách 2-3 điểm. Nhưng bây giờ thì những chàng trai của đền Trung Tín họ đã san bằng được cái việc đó. Xuân Đức. Một pha bỏ bóng thành công của Xuân Đức và đổi điểm về cho FC sông quê 12-11. Bỏ bóng thành công của Bảo Khang và đội điểm 12 đều cho đội chủ nhà FC đền Trung Tín. Phòng thủ thành công. 12 đều dành cho các chàng trai bên phía của đội chủ nhà. Và Đức Hạnh là một pha phát bóng chưa qua lưới. Và đổi điểm về cho sông quê 13-12. Đội của Kim Diamond là nguyên một nhà tổng tiền đầu Việt Nam mà người trường cả bỏ anh đang có với EMC Dũng Lại. Một pha lỗi bước một của đền Trung Tín. 14-12 rồi. Điểm đổi về cho CFC sông quê 14-12. Như vậy là tiếp tục điểm cho sông quê. Bóng ăn được trực tiếp đi thẳng vào vị trí của Nam Quang. Thấy có được cần đi không? Bóng vẫn còn, nỗ lực của Bảo Khang. Và đó là một tình huống và đánh bóng ăn điểm trực tiếp của Mở Hồng đổi điểm về cho đội chủ nhà FC đền Trung Tín 13-14. Đã giúp cho đội bóng của anh có điểm số 13. 13-14. Và lỗi bước một của Quản Trọng Nghĩa đổi điểm về cho đội chủ nhà FC đền Trung Tín 14 đều. Đội chủ nhà đền Trung Tín. Bước một tốt của đội Xuân Đức. Đây là Xuân Đức đánh bóng không qua chắn điểm đổi cho đội chủ nhà là 15-14 rồi. Đang có cái hiệu suất bám chắn mà tỷ lệ thành công lên tới 96.69%. Chắc ăn đi ăn luôn em ạ. 15-14 dành cho đội trai của đội chủ nhà. Đấy rồi. Đấy là câu trả lời của Bùi Văn Cường và điểm đổi 15 đều cho FC sông quê. Tôi nhìn thấy mỗi là Mỏ Hồng là trong đội tuyển bóng đá của Kỳ Anh như vậy. Còn Đức Hạnh thì không phải. Tình huống sử dụng chân của Đức Hạnh cũng thực sự không tốt. 15 đều dành cho các chàng trai bên phía của sông quê. Đó là một tình huống đập bóng tốt. Và bóng của Mỏ Hồng đã có điểm cho 16-15 rồi. Đội chủ nhà 16-15. Một tốt rồi, Bùi Văn Cường. Bóng vẫn còn. Quản Trọng Nghĩa. Đó là tình huống xử lý tốt của Quản Trọng Nghĩa. Một pha bỏ bóng đầy tinh tế của Quản Trọng Nghĩa. Ghi điểm số 16-16 đều. Gọi là trai đất tổ. Mảnh đất của các vị vô hùng đi cùng giày Adidas. Đáng em làm ăn ở xa bên đâu là nhìn thấy hình dạng 16 đều. Đây rồi cơ ơi. Vâng, đấy là một pha xử lý của Quản Trọng Nghĩa. Bỏ bóng ăn điểm trực tiếp về đổi 17-16 dành cho các chàng trai bên phía của FC Sông Quê. Đã ghi về điểm số 17-16 cho FC Sông Quê. Rất căng của đội Nguyên Cường. Và đấy là câu trả lời của Mỏ Hồng. Một tình huống đá bóng đất của Mỏ Hồng. Và điểm số là 17 đều rồi cho FC đội chủ nhà. Quản Trọng Nghĩa và Vũ Ngọc Hoàng. Nhưng mà Mỏ Hồng vẫn tìm được đường sống ở trong một cái đường, một cái mái lập được thành lập bởi Quản Trọng Nghĩa và Vũ Ngọc Hoàng. 17 đều dành cho các trận bên phía đội chủ nhà. Đội một tốt. Xuân Đức. Đây rồi, phòng thủ hay. Và bóng nhanh của Mỏ Hồng đổi điểm 18-17 cho đội chủ nhà FC đền Trung Tín.
Vâng, đấy là câu trả lời của Quan Trọng Nghĩa. Điểm đổi 18 đều cho FC Sông Quê. Và đến thời điểm trận đấu cuối cùng của họ thì tôi mới thấy họ bắt đầu nhuyễn hơn những vấn đề chiến thuật. 18 đều rồi. Đó là pha xử lý rất nhanh của anh Đình Luân. Xử lý đầy tinh tế của anh Đình Luân. Và ghi về điểm số 19-18 cho đội chủ nhà FC Đền Trung Tín. Một pha bắt bóng ăn điểm trực tiếp của Đức Hạnh. Và ghi về điểm số 20-18 cho FC đội chủ nhà. Ăn đi nha, ông thang đi nha. Sức mạnh của đội chủ nhà Quyền Cương. 19-20. Vậy là 19-20 cho FC Sông Quê. Và họ bây giờ sẽ là người thực hiện đối một và tổ chức phản công. Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng rõ ràng sẽ là tấn công của Quyền Cương. Bóng đi ra ngoài rồi. Phát bóng ra ngoài. Rất đáng thương và tỷ số 21-19 là trong hiệp 2. Điểm số là 1 đều. Chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ 3 ở trận đấu thứ 9. Và chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ 3 ở trận đấu thứ 9 này. Trận đấu sẽ phân chia thắng bại. Ai sẽ được vào vòng trong đây? Một trận cuối cùng của vòng bảng giải đấu. Bóng trưởng Nam cùng với trận vé này ở đến nào và đang được tổ chức tại sân bóng của Ủy ban nhân dân xã Quang Lộc. Trận đấu thứ 3 này chúng ta sẽ thi đấu vào 15 quả và 8 quả đội sân. Cuối cùng đó thì chúng ta sẽ và đây là hai đội bóng FC Sông Quê và FC đội chủ nhà Đền Trung Tín. Trận đấu thứ 9 này xin phép được bắt đầu. Trận đấu thứ 9 đã bắt đầu. Những chàng trai bên phía Sông Quê họ sẽ là những người phát bóng trước ở trong hiệp thứ 3 này. Mò Hồng. Vâng, bóng và đánh bóng rất mạnh của Mò Hồng. Điểm số đầu tiên đã thuộc về các chàng trai bên phía của đội bóng chủ nhà Đền Trung Tín. Và đã có điểm số đầu tiên cho đội chủ nhà. Bước một chưa tốt của Quản Trọng Nghĩa. Phòng thủ tốt của Mỏ Hồng và bây giờ là câu trả lời. Một pha dội bom của Mỏ Hồng. Mỏ Hồng. Đổi điểm về cho đội chủ nhà FC Đền Trung Tín là 2-0. Viết danh bốn chữ thân điêu đà bịp. Mỏ Hồng. Anh vào sân và thi đấu rất bùng nổ. Điểm số thứ hai dành cho các chàng trai bên phía của đội bóng chủ nhà Đền Trung Tín. Thần tài nhưng không có chủ. Và đó là một pha xử lý tốt của bóng, bóng rất hay của đội chủ nhà. Và đã có điểm 3-0 cho đội chủ nhà. Đó là một tình huống phát bóng tấn công dậm vạch của đội trưởng Đức Hạnh rồi. Tài xác định Đức Hạnh đã dậm vào vạch rồi. Và bây giờ thì và đổi điểm cho FC Sông Quê 1-3. Đang ngồi xem cúp mừng cũng đón rồi. Cơ hội tốt của Bảo Hồng. Cả ngày bên đây. Và đây sẽ là cơ hội để cố điểm dành cho bên phía của FC Sông Quê. Một pha đóng đinh của Bùi Văn Cường. Và đổi điểm 2-3 cho FC Sông Quê. Đến từ vị trí của Bùi Văn Cường. 2-3. Bước một tốt của Mò Hồng. Bảo Cang. Vâng, bóng đi ra ngoài nhưng mà đã chạm tay rồi. Bóng đã chạm vào tay của một cầu thủ viên bên phía FC Sông Quê. Đổi điểm về cho đội chủ nhà 4-2. Của đội chống chủ nhà 2-4. À xin lỗi 4-2. Cháu
Đúng một tốt của quả chủ nghĩa. Và kết thúc là của Bùi Văn Cường đổi điểm số là 3-4 cho Sông Quê. Vậy là Bùi Văn Cường phát bóng chưa qua lưới và điểm đổi cho đội chủ nhà 5-3. Đội chủ nhà đều trung tín. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của Đức Hạnh đổi điểm về cho đội chủ nhà 6-3. Có tỷ số giờ là 6-3 rồi. Ở trong hiệp thi đấu thứ ba này thì những quy chế của ban tổ chức, chúng ta sẽ thi đấu có 15 điểm mà thôi. Và lên đến điểm số thứ 8, đội bóng nào lên điểm số thứ 8 trước thì sẽ đổi sân. Một pha bắt đầu ngược lỗi của Xuân Đức đổi điểm về cho FC đội chủ nhà 7-3. 7-3 rồi. Bước một tốt của quan trọng nghĩa Bùi Văn Cường. Vậy là Bùi Văn Cường đã có điểm. Điểm đổi về cho FC Sông Quê 4-7. Chạm vào tay của Bò Hồng và đi ra ngoài. Đến lượt quản trọng nghĩa sẽ là người phạt bóng. 4-7. Tốt rồi. Bóng vẫn còn. Bùi Văn Cường quay. Một pha kéo biên của Bùi Văn Cường ghi về điểm số 5-7 cho FC Sông Quê. Ngoài đánh bóng lên thì anh còn nhảy giỏi nữa. Ta cho sang nhiều nhưng mà bắt được đâu. 5-7 dành cho các chàng trai bên phía của FC Sông Quê. Đó là một tình huống bóng chắn tập trung của bóng chắn tốt của FC Sông Quê đổi điểm về 6-7 cho Sông Quê. Sẽ có một tình huống bỏ bóng ngay ở từ bước 2. Bước 1 tốt. Bóng bóng trong sân. Điểm đổi 8-6 cho đội chủ nhà. Đền Trung Tín và hai đội sẽ đổi sân để tiếp tục thi đấu, xem ai sẽ được vào vòng trong. Bóng rất mạnh của Đức Hạnh. Xuân Đức bỏ bóng không thành công trước hàng chắn. 9-6 rồi. Hàng chắn thép của Bảo Khang thì Xuân Đức không thể bỏ nhỏ được. Điểm đổi cho đội chủ nhà là 9-6. Và phát bóng ăn điểm trực tiếp của Đức Hạnh ghi về điểm số 16. May mắn đã đứng về phía chàng trai bên phía đội chủ nhà. Bóng sập vào mép lưới và rơi xuống ngay sống lưng của Huy Con. Lần này thì Đức Hạnh đã phát bóng ra ngoài mất rồi. Điểm đổi 7-10 cho FC Sông Quê. Bây giờ thì sẽ là tình huống phát bóng của Huy Con. Điểm đổi tốt rồi. Bảo Khang. Một pha xử lý rất đầy tinh tế của Bảo Khang ghi về điểm số 11-7 cho đội chủ nhà. Tuyệt đối 11-7. Công ơi, công. Đội một khó khăn của một trận nữa. Và vượt bóng không thành công của Bảo Khang ghi về điểm số 81 cho FC Sông Quê. Bước 1 tốt rồi. Đấy là câu trả lời của Bảo Khang và ghi về điểm số 12-8 cho đội chủ nhà FC Đền Trung Tín.
rất đáng tiếc. 12 đá rồi. Đội bóng chủ nhà họ đang tiến rất gần với hai chiến thắng thứ tư của mình. Vậy là Bùi Văn Cường đánh bóng cho cờ lưới thì ghi về điểm số 13-8 cho đội chủ nhà FC Đền Trung Tín. Không còn quá nhiều cơ hội dành cho đội trong bên phía của FC Sơn Quy. Và đang để cho đội bóng chủ nhà vươn lên với khoảng cách lên tới 5 điểm. Một pha gõ bóng lỏng tay của Quản Trọng Nghĩa ghi về điểm số 93-93 cho FC Sông Quê. Trọng tài ra hiệu lệnh là lăn bóng chứ không được ném. Cục một tốt rồi. Mỏ Hồng. Một pha đánh bóng đằng sau của Mỏ Hồng và đổi điểm về cho đội chủ nhà 14-9. Một ca cay bóng ăn điểm trực tiếp của Bùi Văn Cường. Anh sẽ là phát bóng tấn công thì ghi về điểm số 10-14 cho FC Sông Quê. Ở vị trí mà có lẽ phải là hai Đức Hạnh thì mới ra mới kịp. Và bóng còn lâu thì đây là câu trả lời của Mò Hồng và kết thúc trận đấu thứ ba. Thì chúng ta đã biết là ai là đội bóng sẽ vào chung kết.